22. Trong cung này cả phù giao cô nương cũng đối phó không lại có được mấy ai. Không lẽ là... Phù giao gặp phiền phức rồi. Bây giờ ngươi lập tức đi tìm cô ấy. Lần này không phải chuyện giỡn đâu. Đại sự liên quan tới tính mạng, không được chậm trễ. Nhất định phải mau chóng đi tìm cô ấy, hiểu chưa? Công tử, chúng ta cứ ở đây đợi sao? Quốc Dương, quý phi Đường Chỉ Dung đến, đang đợi ở ngoài điện. Đúng lúc ta thấy hơi mệt, muốn trừ nàng ấy tới đây hát vài khúc để giải khuây. Mau trừ vào. Dạ. Công tử, phù gia cô nương chưa rõ tung tích, công tử không lo lắng sao? Tự ta có cách hành sự của riêng ta, ngươi không hiểu đâu. Nguyên Bảo, qua đây. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo coi chừng. Xem ra Quốc Dương không có hứng thú nghe. Có phải là thiếp đàn hát không nhuần nhuyễn, không vừa ý của chàng? Mệt cả ngày nay, hơi buồn ngủ. Quốc Dương,
Nếu như chàng thấy mệt mỏi, để Dung Nhi hầu hạ cho chàng. Vậy nghỉ chút đi. Cùng bấy lâu, hôm nay cuối cùng có được vũ lộ hầu hạ chư quốc dương rồi. Dung Nhi đừng sợ, Nguyên Bảo là thú nuôi của ta, nghịch ngợm lắm, cho nên chạy đi đâu đó trêu mèo ghẹo chó nên mới thành ra như vậy. Càng lúc càng không nghe lời, mau về tự sám hối đi. Ta kêu ngươi ở đó không được ra ngoài, còn không mau đi. Đi. Nhắm mắt lại. Nguyên Bảo, dẫn ta đi tìm cô ấy. Nương nương, phía trước chính là Tụy Lương Điện. Thần tiên tỷ tỷ, sao lại là tỷ? Thần tiên tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Hả? Nha đầu, ta tới trễ rồi, cô không sao chứ? Tôi không sao, tôi không sao. Tỷ ấy, tỷ ấy. Có gì đáng ngại chứ? May là không sao. Huynh, hai người quen nhau hả? Nếu ta đoán không sai, người này chính là Đức Dương Phi của Thiên Quyền, ẩn cư trong cung Thái Nguyên, trưởng công chúa tiền triều, Hiên Viên Hiểu. Hiên Viên gia hả? Nhưng mà lúc trước tôi nghe nói huyết mạch của Hiên Viên tộc đã bị đoạn tuyệt rồi mà, sao ở trong cung vẫn còn người này vậy? Cái đó ám chỉ những nam tử biết dùng thuật ngự thủy kế thừa dương vị. Nhưng mà nếu như tỷ ấy là công chúa, tại sao lại ra nông nổi này? Nguyên nhân chắc do thuật cấm cố. Thuật cấm cố hả? Cô người tới. Đi mau. Bên này. Nương nương, hay là chúng ta về đi. Chỗ này hình như không được ổn lắm.
nhiều lời quá. Khó khăn lắm ta mới dò la được Thủy Linh Kính đang ở trong lãnh cung. Nếu ta không có được nó, quyết không quay về đâu. Nhưng mà tôi nghe nói chỗ này có người chết, còn có ma nữa. 2 năm trước một thị vệ vô tình đi lạc qua đây, kết quả là mạng cũng không còn. Mấy chỗ như vậy, bất luận như thế nào tôi cũng không dám vào đâu. Toàn thứ vô dụng. Đi theo ta. Giả dấu bảo vật mới là thật. Lạnh lẽo quá. Mau khiêng đi cho ta. Có mà, có mà, Tùy Lương Điện có mà. Có mà, có mà, Tùy Lương Điện có mà. Nhanh tay lên, khiêng mấy tấm kính này lên xe cho ta. Huynh ngồi gần như vậy làm gì? Ta vừa trị thương cho cô xong, ai ngờ tự nhiên cô ngủ thiếp đi. Chỉ là vết cắn thôi mà, rõ ràng là huynh thừa nước đục thả câu. Linh hồ độc nhất vô nhị, cắn cho một cái bị thương bên trong đủ làm cô đau một thời gian dài. Sau lần nào chuẩn bị lên lông sàng, nàng cũng nôn nóng hết gì thuộc phi. Nếu không vì nể tình huynh cứu tôi, còn lâu tôi mới tha cho huynh. Tránh ra.
cược. Để sau khi cô thực hiện xong lời hứa, ta mới giúp cô. Huynh đã phong tôi làm Dương Phi rồi mà, còn đề phòng tôi nữa hả? Không phòng không được. Để sau khi ta giải phong ấn cho cô xong, hai ta phương trời cách biệt. Tới lúc đó ta... Tới lúc đó ta đi đâu để tìm người trị bệnh tương tư đây? Cô sao vậy? Cô sao vậy? Đưa ta đi. Nhiếp không lên đâu. Nhiếp không lên. Bị trưởng công chúa lấy đi rồi. Cô Nhiếp không lên theo cô một thời gian rồi. Đó giờ cô quyết mạch tương thông. Bây giờ đột nhiên các đứa liên hệ, giống như hút đi tinh khí nội lực của cô. Đâu có khoa trường như Quỳnh nói chứ. Nếu không chiến bác giả đâu có đưa cho tôi. Trầm kính cũng có một hở. Huống hồ Nhiếp không lên quyền diệu như vậy. Đau. Ta biết. Nhưng cần phải đau. Chỉ có như vậy mới giữ được mạng sống thôi. Người đâu, lục soát. Ma quỷ lộc hành là giả, có thích khách mới là thật. Khoan đã, tôi nói rồi, cứ dựng từ chúng tôi vốn không ai tới hết, làm gì có thích khách chứ. Cô nói không có thì không có hả? Cả Dương cung này phải soát hết. Túy Diễn Cư đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nương nương, chúng tôi đã ngủ say rồi. Ta cứ lục soát, tránh ra. Không được vào, nương nương đã. Cứ để cho họ vào đi. Đức Phi, làm phiền rồi. Ngài cũng là phụ lệnh hành sự, sao lại nói là làm phiền chứ? Đại nhân, không có gì hết. Đại nhân, không có. Vậy đến sương phòng lục soát. Dạ. Sợ là không có ổn đâu. Thục Phi bị cảm nhiễm phong hàn, ta cũng đang muốn qua thăm. Nhưng mấy người kinh động như vậy, làm phiền Thục Phi nghỉ ngơi. Nếu như quốc vương trách tội xuống, chắc là phải rơi đầu rồi. Trong cung có thích khách, hạ quan chỉ bảo vệ sự an toàn cho các vị nương nương. Nếu như có gì sơ sót, quả thật không gánh nổi. Cho cô thầy giảm đau một chút. Đừng mà. Đừng hao phí công lực của huynh. Không đáng đâu. Cô đáng có được thứ tốt nhất. Tốt với tôi như vậy, không sợ sau này tôi sẽ giống như quý phi bám lấy huynh sao? Đừng vậy thì tốt. Nhưng mà có một chuyện ta phải nhắc nhở đại nhân trước. Ngài có biết vị thuộc phi mà ngài đang muốn tìm có lai lịch ra sao? Thuộc phi chính là nghĩa nữ mà quốc công coi trọng. Đại nhân chắc cũng biết rõ. Ngài tận trung trọng trách dĩ nhiên là tốt. Chỉ sợ hạ quan từng được Đường Bá Niên, Đường tướng quân đề bạt, đương nhiên không nhắm vào Thục Phi. Nữ nhi của Đường tướng quân được phong là Quý Phi, nghĩa nữ của quốc công là Thục Phi, nhưng vị trí của Dương hậu lại chỉ có một mà thôi. Nếu có người không hiểu chuyện cho rằng đại nhân vì bảo vệ Đường Chỉ Dung mà cố tình làm khó chủ Văn Tử, nói coi nếu truyền đến tai của quốc công,
ông ấy sẽ nghĩ sao? Thôi bỏ đi, nếu đại nhân vẫn chưa yên tâm thì cứ việc lục soát chỗ của thuộc phi thử đi, để thỏa mối nghi trong lòng của đại nhân. Đa tạ phu nhân nhắc nhở. Túy Diễn Cư đã lục soát xong, hạ quan cáo lui. Công tử, hai người cùng một phe. Đừng nói nhiều, rồi nghỉ ngơi đi. Lại là ngươi. Nói xong rồi đánh cũng không muộn. Dỡ vào đâu chứ? Theo ta biết, ngươi chính là trưởng công chúa Đức Dương Phi của Thiên Quyền. Ngươi là ai? À, có phải hoàng đế của Thiên Quyền sai ngươi tới bắt ta không? Ngươi đừng lo, ta không tới để bắt người. Ta chỉ muốn xin tiền bối trả Nhiếp Khung Linh cho ta. Dựa vào đâu mà ta phải nghe lời của ngươi? Tại sao ta phải nghe lời của ngươi chứ? Nói cho ngươi biết, đời này thứ mà ta hận nhất chính là người của Thiên Quyền. Nếu ta cố lấy cho bằng được, chịu ba chưởng của ta. Được. Chịu ba chưởng của ta thì ngươi sẽ chết chắc đó. Chết hay không là chuyện của ta. Nếu ta chịu ba chưởng của tiền bối, hãy trả Nhiếp Khung Linh lại cho ta. Vì con nha đầu đó. Nếu ta chết, thì tiền bối đưa Nhiếp Khung Linh cho cô ấy. Đừng làm người vô tội phải chết oan. Hiếm có người nào trọng tình trọng nghĩa như ngươi lắm. Năm xưa, nếu như hắn được một nửa như ngươi bây giờ, ta đã không thì ta đã không ta thì bố ta đã không ta ra tay đi. Chịu ba chưởng của ta vậy mà không sao hết. Đa tạ tiền bối, thủ hạ lưu tình.
Bỏ đi. Ta không tính toán với đám tiểu bối các ngươi. Mấy năm qua ta ở trong lãnh cung Thái Nguyên, ngày ngày tu luyện, đêm đêm tập tành. Ta vốn tưởng là mình đã thành công rồi. Ta còn định tìm ngươi trả thù. Trời ơi, nực cười, thiệt là nực cười. Trả ngươi đó, với ta mà nói chỉ là đống sách dụng. Ngươi đi đi. Đa tạ tiền bối. Ông ta vẫn khỏe chứ? Ông ấy bây giờ đã có 17 thê thiếp. Nói coi có khỏe không? Ta biết ngay mà. Sao công tử bị thương nặng vậy? Thiên Hà Ngũ Châu có cao thủ vậy sao? Trưởng công chúa Tùy Lương Điện, sao bà ấy có bản lĩnh như vậy chứ? Công pháp của bà ấy vốn không lợi hại gì, nhưng trên người lại có ràng buộc với thuật cấm cố của khung thương. Đã thương ta không phải chưởng lực, mà là thuật pháp trên người bà ấy. Người muốn nói gì? Nói đi. Công tử vì phù giao cô nương xem như đã tận tâm tận lực. Trước giờ tôi chưa từng thấy công tử như vậy. Chỉ là chỉ là cái gì? Sợ cô ấy cản trở ta. Cả người cũng nói vậy.
ta sẽ để cô ấy đi. Công tử không được, giờ phụ giao cô nương không thể rời khỏi cung. Nói cô ấy trở ngại là ngươi, không cho cô ấy đi cũng là ngươi. Ngươi nói coi, ta làm sao mới vừa lòng đi? Thuộc hạ lỡ lời, xin công tử thứ tội. Ngươi lỡ lời đâu chỉ có lần này. Dạ, dù bị trách tội, có lời này thuộc hạ không thể không nói. Không biết công tử còn nhớ, quận phụ nhiều lần yêu cầu công tử nhất định đem Nhất Không Ninh về Thiên Quyền. Lúc nãy công tử chịu hết ba chữ, rõ ràng đã có Nhất Không Ninh trong tay, nhưng lại nhường nó cho phụ giao cô nương. Giang Phong biết trong lòng công tử, phụ giao cô nương không giống những người khác. Dù công tử để cô ấy đi, chẳng qua không muốn cô ấy bị cuốn vào những phân tranh này. Chỉ là nếu phù giao cô nương đem theo Nhiếp Không Linh đi, vậy thì công tử, những chuyện làm ở Thái Nguyên đều sẽ trở thành công cốc hết. Công tử tam tư. Con là người trời định của chân diệp quyền lệnh, chỉ có con xoay chuyển được càn khôn, tìm ra thiếu nữ đá ngũ sắc. Nếu không, Ngũ Châu sẽ vì cô ta mà vạn kiếp bất phục lần nữa. Muốn ta đối lập với phù giao, đâu chỉ có một mình quận phù. Nhưng công tử, dù sao cũng là người có hôn phối. Đúng vậy, dù sao đó cũng là hôn ước do ta cầu xin ban cho. Công tử thứ tội. Người chỉ nói sự thật thôi, có tội gì chứ? Đứng lên đi. Tạ công tử. Phù giao không liên quan tới chuyện này. Lúc đầu cũng là do ta kéo cô ấy vào, nên bây giờ phải do ta kéo cô ấy ra đàng hoàng. Bảo vệ cô ấy là giới hạn cuối cùng. Dạ. Nương nương uống thuốc an thần tán, sắp tới lúc hết dược lực, tỉnh lại rồi. Cuộc sống như vậy, dù có ánh đèn của dạng nhà cũng cảm thấy tăm tối. Quốc Dương, nghe nói hôm qua hậu cung có ma. Kinh động đến Quốc Dương rồi. Nghe nói đêm qua hậu cung có một tỳ nữ bị chuột làm cho sợ hãi, một phen kinh hoàng. Ta nói rồi mà, sau này chưa tới giờ ngọ, đừng gọi ta dậy phê tấu sớ nữa. Dạ. Quốc Dương, quý phi nương nương dậy rồi. Tào Thành. Có tiểu nhân. Truyền lệnh của ta, Đường quý phi hiền đức nhân hậu, rất được lòng của bổn vương, thưởng cho tơ lụa 3000 cây, dòng ngọc trân châu 200 cái, ngân lượng 100 thỏi. Tiểu nhân lập tức đi làm ngay. Tạ quốc vương ban thưởng. Cha, sao tự nhiên cô xuất hiện mà không nói tiếng nào? Đâu phải ta không lên tiếng, tại trong lòng tỷ có chuyện. Sao hả? Chờ ai vậy?
Dương cung rộng lớn này, ta có ai để chờ đợi chứ? Ta định cho cá ăn xong sẽ quay trở về ngay. Ồ, vậy sao? Vậy tỷ tỷ cùng về với ta đi. Được. Nè. Quốc Dương. Tham kiến Quốc Dương. Ý, không phải nhà đầu trong phủ Quốc Công sao? Quốc Dương trí nhớ tốt. Thiếp là Vũ Văn Tử của Trường Ninh Phủ. Ồ, Vũ Văn Tử sao? Quốc Dương. Vũ Văn tỷ tỷ là thuộc phi do chính Quốc Dương sắc phong, sao chẳng có thể quên được chứ? Thảo nào, ta thấy quen mặt quá đi. Có chỉ Dung muội muội ngày đêm bên cạnh hầu hạ, đương nhiên Quốc Dương không nhớ thiếp rồi. Chuyện này nè, ta nói này Thục Phi, ta thân mật với ai, không thân mật với ai, tới lượt nàng lên tiếng hay sao? Quốc Dương thứ tội. Vũ Văn tỷ tỷ chỉ là không biết cách ăn nói, chứ không hề có ý đó. Ta còn nhớ lúc trước ban cho hai nàng ở Túy Diễn Cư. Dạ, Quốc Dương. Chẳng phải nàng nói ở cách xa ta quá, Túy Diễn Cư này là cung điện gần ta nhất. Truyền lệnh xuống dưới, đem Túy Diễn Cư ban cho quý phi nương nương. Còn hai nàng sẽ do nội đình sắp xếp chỗ ở mới. Quốc Dương, như vậy không được đâu. Thần thiếp lĩnh chỉ. Hiếp người quá đáng. Vũ Văn Tử này tuy chỉ là thứ nữ của Trường Ninh Phủ, nhưng cả thành Côn Kinh ai mà không biết ta đã nhận nó làm nghĩa nữ, đích thân đưa nó vào cung. Bây giờ Hiên Viên Mân lại dùng đường chỉ dung chèn ép nghĩa nữ của ta, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt của ta. Đường Quý Phi là nữ nhi của Đường tướng quân, chỉ sợ cái Dương Quốc nhắm tới là 15 vạn binh quyền trong tay Đường gia thôi. Nhưng mà cũng may một điều là Đường tướng quân đối với nghĩa phụ trước giờ trung thành cẩn cẩn. Trung thành cẩn cẩn? Làm gì có lòng trung thành tuyệt đối chứ, chỉ có lợi ích vĩnh hằng thôi. Với lại vị trí Dương hậu Thái Nguyên này, sợ là dù có trung thành cỡ nào cũng sẽ động lòng thôi. Tỷ đừng có để trong lòng mà, công tử có chỗ khó xử riêng. Công tử nhà mấy người trước giờ luôn có nhiều chiêu trò mà, ta đâu thèm để ý làm gì. Được vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà lần này công tử đối với Đường Chỉ Dung kia hình như có tình ý thiệt thì phải. Ta thích thương mật giai, không thích thương mật giai, tới lượt nàng lên tiếng sao? Vậy sao? Huynh ấy thích mấy loại nữ tử yếu đuối yểu điệu. Chứ gì nữa, chắc không phải tỷ cảm thấy công tử đang thích tỷ chứ. Cô không cần phải gài ta đâu, cô có gì cứ nói thẳng ra luôn đi. Vậy ta hỏi tỷ, tỷ đối với công tử nhà ta có cảm nghĩ gì? Ta không biết thân phận thật sự của huynh ấy.
cũng thấy không liên quan gì tới ta hết. Càng không muốn có bất kỳ liên quan nào với người này, vì ta cảm thấy công tử nhà cô che giấu nhiều chuyện, có quá nhiều bí mật. Nhưng mà ông trời lại cứ thích đùa giỡn như vậy. Từ sau khi ta quen biết huynh ấy, hình như chuyện gì cũng liên quan tới huynh ấy, đều dính líu tới huynh ấy. Lâu dần cũng quen với sự tồn tại của huynh ấy, quen có huynh ấy, cũng dần quen quen với chuyện bất tri bất giác nhớ huynh ấy. Vậy chính là yêu rồi.